Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2021 ở thời điểm hiện tại, giá vàng trong nước biến động theo xu hướng đà giảm của giá vàng thế giới. Hiện tại, thị trường vàng tiếp tục bước vào chuỗi ngày giảm giá. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi chiều ngày hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2021, được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên chiều nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường vàng thế giới, giá vàng niêm yết trên sàn giao dịch điện tử Kitco giảm nhẹ 0,02% xuống 1.783,6 USD trên ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 0,04% xuống 1.782,7 USD trên ounce. Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng nay bất chấp sức mạnh của đồng USD suy yếu. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với những đồng tiền đối thủ trong giỏ tiền tệ giảm 0,28% xuống 90,34. Vàng mất sức hấp dẫn do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ neo ở đỉnh gần một năm. Mặc dù vậy, những yếu tố nền tảng của kinh tế vĩ mô đối với triển vọng tăng giá của vàng là không thay đổi, theo ông Peter Hung, giám đốc kinh doanh toàn cầu của Kitco Metal. Tuần trước, giá vàng giảm 2%. Và mất ngưỡng hỗ trợ là 1.800 USD trên ounce. Chuyên gia từ ONDA nhận định nếu vàng giảm xuống dưới mốc 1.760 USD trên ounce, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 năm 2020, triển vọng trong ngắn hạn sẽ không mấy tươi sáng. Quan niệm vàng là hàng rào chống lại lạm phát hay là nơi trú ẩn an toàn chống lại các rắc rối kinh tế và chính trị đã bị phá vỡ trong những tháng gần đây. Kể từ khi những đột phá về vaccine COVID-19 khiến kim loại quý giảm từ mức cao kỷ lục trong tháng 8 năm 2020 là gần 2.090 USD. Với việc gói kích thích mới trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi gần 4.000 tỷ USD được tung ra, dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, thâm hụt tài chính tiềm tàng của Mỹ và nợ dưới mức chi tiêu thường gây áp lực lên đồng USD thay vì vàng. Tuy nhiên, đồng USD đã tăng nhờ lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng vọt. Theo Investing. Kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là một số thông tin về thị trường giá vàng trên thế giới. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến ra sao? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin về thị trường vàng trong nước. Trong phiên mở cửa giao dịch đầu tuần sáng thứ Hai ngày 22 tháng 2 năm 2021, giá vàng trong nước đảo chiều giảm tại các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Cụ thể, giá vàng SJC tại cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận giá mua giảm 100.000 đồng trên lượng và giá bán giảm 300.000 đồng trên lượng. Trong khi đó, doanh nghiệp Phú Quý cùng tập đoàn Doji giữ nguyên giá mua bán không đổi so với phiên cuối tuần trước. Cùng thời điểm khảo sát tại hệ thống P&G, điều chỉnh giá mua bán giảm lần lượt là 150.000 đồng trên lượng và 300.000 đồng trên lượng. Hiện tại, giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 55,65 triệu đồng trên lượng và giá trần bán ra có ngưỡng 56,07 triệu đồng trên lượng. Các loại vàng nữ trang khác tạo chiều giảm theo xu hướng của thị trường. Theo đó, giá vàng 24K giảm 100.000 đồng trên lượng, vàng Tây 18K giảm 70.000 đồng trên lượng, vàng 14K giảm 50.000 đồng trên lượng. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bảng giá chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên chiều nay. Đầu tiên là giá vàng SJC tại hai thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 5.555.000, bán ra 5.605.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 250.000 ở chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 5.555.000, bán ra 5.607.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 250.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.550.000, bán ra 5.625.000. Doji Hà Nội mua vào 5.550.000, bán ra 5.625.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 5.550.000, bán ra 5.605.000. Phú Quý SJC mua vào 5.555.000, bán ra 5.595.000. Mi Hồng mua vào 5.565.000, bán ra 5.590.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên, ngân hàng Exim Bank mua vào 5.555.000, bán ra 5.585.000, giảm 350.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua và bán. Ngân hàng ACB mua vào 5.545.000, bán ra 5.595.000, cũng giảm 350.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Trong phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay, giá vàng ở một số tỉnh thành phố giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 250.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Đầu tiên là đối với SJC Đà Nẵng mua vào 5.555.000, bán ra 5.607.000. SJC Nha Trang mua vào 5.555.000, bán ra 5.607.000.
Nhìn chung thì giá vàng SJC ở hầu hết các tỉnh thành phố đều có chiều mua vào là 5.555.000 và chiều bán ra 5.607.000. Chỉ có duy nhất SJC Huế, SJC Long Xuyên có mức giá mua vào và bán ra cao hơn một chút là 5.557.000 và 5.610.000 theo hai chiều mua vào và bán ra ở SJC Long Xuyên. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Trong phiên chiều nay thì giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC cũng quay đầu giảm tương đối mạnh, dao động trong khoảng từ 83 cho đến 200.000 đồng trên mỗi lượng. Cụ thể, đối với nhẫn bốn số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.410.000, bán ra 5.470.000, vàng bốn số 9 mua vào 5.380.000, bán ra 5.450.000, vàng 24K mua vào 5.296.000, bán ra 5.396.000, vàng 18K mua vào 3.902.9.000, bán ra 4.102.9.000, vàng 14K mua vào 2.992.7.000, bán ra 3.192.7.000, vàng 10K mua vào là 2.087.9.000, bán ra 2.287.9.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin.